Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình là Quân. Ngày hôm nay mình có làm một clip liên quan đến nội dung đó là cùng nhau quấn lại motor. Thì như các bạn đã biết thì trong quá trình chúng ta chơi chắc chắn là sẽ gặp những trường hợp đó là motor bị quá tải này, hoặc là EC lỗi dẫn đến là motor của chúng ta bị cháy hết các quặn dây đồng này. Thì nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không biết làm thì chúng ta có thể gửi thợ. Nhưng tuy nhiên thì ngày hôm nay mình muốn cùng các bạn đó là chúng ta sẽ cùng nhau quấn thử một con motor xem như nào nhé. Thì hiện tại thì mình đã quấn thử và đã chạy thử được hai con motor. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi từ đầu xem là để quấn được con motor thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị những gì. Thì đầu tiên là không thể thiếu là chúng ta sẽ phải chuẩn bị những quặn dây đồng như này. Thì quặn dây đồng như này thì chúng ta sẽ có những cái size kích cỡ khác nhau nhé các bạn nhé. Thì một quặn dây đồng này mình mua là cũng chỉ rơi khoảng 30-40 nghìn một quặn này thôi. Thì một quặn này thì quấn thoải mái các bạn nhé. Đó. Thì ở đây mình đang có hai quặn, đó là quặn 50 và quặn 60, tức là 0.5 và 0.6. Và đây một cái quặn mình không biết lấy từ đâu ra nhưng dây nó đồng to hơn. Thì khi mà các bạn quấn lại motor thì chúng ta sẽ cùng xem gọi là cái dây zin của nó cỡ bao nhiêu thì chúng ta có thể là mua và đúng loại như đấy. Còn trong trường hợp mà chúng ta muốn độ cái dây to hơn thì chúng ta cũng cần phải là xem làm sử dụng những cái dây nó to phù hợp thôi. Trong trường hợp mà chúng ta chọn cái dây nó to quá ấy, thì khi chúng ta quấn nó sẽ rất là khó, nó hơi chật. Đó. Thì ở đây hiện tại con motor của mình đó là hai con này là con Ethic. Đấy, con này thì khi mà mình đã có một lần mình quấn rồi, tức là mình gửi đi thợ quấn rồi nhưng rất tiếc là quấn nó không được chuẩn chỉ cho lắm, thì ngày hôm nay mình quấn lại. Và khi mà chúng ta quấn ấy, thì chúng ta cần phải là tháo hết được con motor ra nhá. Thì ở đây mình sẽ tháo ra. Đấy, chúng ta sẽ có quặn này. Thì để mà quấn được thì chúng ta tiếp tục là chúng ta phải là tháo được cả cái quặn dây này ra nhá. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng thêm một cái đó là cáo. Đây thì cáo đây, mình cái link mua sản phẩm cáo này thì mình cũng để dưới phần mô tả thôi. Nó cũng rẻ, thì khoảng 70.000 là chúng ta có thể cáo. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện đó là chúng ta cáo ra đã nhá. Chúng ta sẽ làm theo từng bước mà ngày xưa mình đã làm. Đấy, thì mình sẽ luôn vào. Chợ khi mà chúng ta đã cảm nhận nó đã chặt như này rồi thì bây giờ mình sẽ thực hiện đó là cáo ra. Đấy các bạn thấy không ạ? Đó, mình đã cáo ra nhá. Sẽ lấy nó ra. Đấy, các bạn thấy là cái này. Rồi, đây, sau khi mình đã cáo ra đấy nhá. Vì con này mình đã mang đi quấn một lần rồi nhưng mà tuy nhiên thì quấn nó không đạt yêu cầu thì là mình quyết định là mình sẽ tự quấn lại. Đó. Thì đây sau khi cáo ra thì chúng ta có thể là vệ sinh những cái chỗ này cho sạch sẽ. Đến đây toàn keo 502 các bạn ạ. Đấy. Được chưa? Đặt để qua một bên này. Thì con này lúc mình mang đi quấn thì nó hơi buồn cười các bạn ạ. Đấy. Tức là khi mình quấn thì mẫu zin của cái con motor này thì nó là quấn hình tam giác. Tuy nhiên thì anh thợ này anh ấy quấn mình cho lại thành hình sao các bạn nhá. Đấy, quấn hình sao thì nó sẽ là ra bộ đầu 4 dây nhá. Tức là ba cái dây còn lại thì nó sẽ chập vào nhau. Đấy, và nó sẽ đi ra là ba cái pha đây. Đấy, còn nếu mà đấu cái hình theo kiểu là hình tam giác thì nó sẽ là ba đầu dây sẽ ra thành mỗi một cái pha của nó sẽ là có 2 dây nhá. Đấy, nó sẽ ra ba đầu như này. Còn đây thì nó là ra một pha của nó ra có 1 dây. Và đầu còn lại sẽ là trụ với nhau. Đây là cái phân biệt nó như thế nó dễ. Thì ở đây mình sẽ quấn lại cho nó đó là thành 3 pha tam giác. Đó, thì chúng ta sẽ làm tí nữa sẽ mình sẽ sâu cái sơ đồ ở bên góc bên trên này nhá. Thì chúng ta có thể khi mà chúng ta đã cảo ra như này rồi thì chúng ta sẽ là tháo dây ra và chúng ta sẽ phải đếm xem nhá. Đếm xem là tổng số phong dây của cái từng cái quận này thì nó là bao nhiêu. Thì ở đây thì do là cái của mình gửi đi thì mình không biết bao nhiêu nhưng mà tuy nhiên là mình đã tham khảo của mọi người. Thì mọi người bảo là với động cơ con Ethic này nó 1.900 kV thì nó rơi vào khoảng là 12-13 vòng đấy. Tuy nhiên thì những con này mình đã quấn rồi thì mình thấy tối đa mà nhét được vào với đối với cái dây nhỏ nhất của mình mua ấy, thì là 0.5 là chỉ được 12 vòng các bạn nhé.
lên 13 vòng thì hơi khó, nhưng 12 vòng là sẽ nhét cố gắng là vừa. Còn trong trường hợp mà chúng ta muốn nhét nó đủ 13 vòng thì chúng ta phải sử dụng những cái dây nhỏ hơn, dây 45 hoặc là dây 40 nhé. Ở đây thì mình đã mua cái dây 50, thành ra là nó chấp nhận là chúng ta sẽ quấn là 12 vòng. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện đó là chúng ta sẽ tháo cái dây cũ này ra, dây hỏng này ra, và chúng ta sẽ vệ sinh nhé. Ok, sau khi mà mình đã vệ sinh xong thì chúng ta có thể thấy ở đây. Đấy, thì các bạn lưu ý nhé, ở những cái chấu da như này thì nó sẽ có những cái phần cách điện như này. Thì nếu mà trong trường hợp của các bạn mà bị bong chóc hoặc là hỏng phần cách điện này thì chúng ta phải làm thế nào lót được nó, cách điện nó không được thông ra cái phần lõi này nhé. Thì trong trường hợp mà thông ra lõi này, khi chúng ta quấn dây đồng này nó mà chạm thông ra đấy thì lập tức là motor này sẽ cháy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đó là nhìn sơ đồ và chúng ta sẽ quấn motor theo kiểu tam giác. Chúng ta sẽ nhìn sang màn hình, mình sẽ để sơ đồ ở bên tay trái của chúng ta, và chúng ta có thấy là nó sẽ có chia ra là 12 chấu nhá. Thì chúng ta sẽ đánh dấu là một chấu ở số 1 đi. Ở đây chúng ta sẽ đánh dấu đây. Đây nhá, mình sẽ đánh dấu cái chấu này. Đấy. Cái chấu này nó là cái chấu 1 đi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đó là cùng nhau quấn nhá. Chúng ta sẽ cùng nhìn, vừa quấn vừa nhìn sơ đồ. Đây, chúng ta sẽ để cái dây đồng vào chấu số 1 này. Đấy, chấu số 1 này chúng ta sẽ kéo xuống dưới. Các bạn khi quấn chúng ta càng căng tay càng tốt. Nào, đấy, các bạn nhớ là phải kéo thật căng tay. Đấy. Chúng ta sẽ quấn của mình là 12 vòng. Đấy. Khi chúng ta quấn được khoảng 3-4 vòng này rồi mà nó bị xa như này thì chúng ta có thể dùng móng tay đẩy nó vào. Đấy. Các bạn nhớ là khi mà quấn nhớ căng tay vào, càng căng càng tốt thì dây đồng nó càng sát. Mấy tôi đây? Đây là 6 rồi sao? Từ xong mình đếm. Xếp vào. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vòng. Cứ lên vòng số 7 này. Các bạn nhớ là phải căng tay rồi nhá. Đấy. 8 này. 9 này. Từ từ như trên. Đây các bạn thấy là cái đoạn này thì nó bị hơi bị xa một chút đúng không? Mình sẽ lấy led để cho các bạn nhìn nhá. Đấy, thì chúng ta có thể dùng móng tay chúng ta đẩy ra. Nhớ là phải giữ chặt dây ạ. Đấy, để cho nó sát càng đẹp các bạn nhá. Đấy, càng sát càng đẹp. Bên này thế. 9. Bên dưới là 6, bên trên là 3, là 9 đúng không? 9 này. Vòng số 10. 1, 2. Đấy, các bạn thấy ạ, 12 nhá. Đấy, chúng ta cứ làm sao cho sát vào. Thấy chưa? Đây. Đấy, đây là 11, 12 vòng của mình. Đấy. Chắc là 12 vòng nhá. Đấy, sau khi mà 12 vòng thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là nó đã thực sự là nó đã sát nhau hay chưa. Thì chúng ta có thể là mồi thêm một chút, tại vì cái dây đồng của mình ấy, mình đang dây nó hơi to. Mình sẽ sử dụng thêm một cái nhíp hoặc là cái banh kẹp gì đấy. Mình sẽ xỏ vào đây. Đấy, mình có nghĩa là ý làm sao để mình cho cái phần dây đồng nó được thon vào nhất, để khi mình quấn cái cuộn thứ hai nó được dễ nhá các bạn nhá. Đó, các bạn thấy không ạ? Đây. Đấy. Các bạn lưu ý là không được làm xước cái dây đồng nhá, cái vỏ dây đồng nhá. Rồi, thì bây giờ đến cái cuộn số 2. Số 2 là chúng ta sẽ tiếp tục là khi dây lên trên như này thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là quấn xuống. Đấy, các bạn nhớ chiều nhá, 1 này. 2, 3, 1, thêm vòng nữa đi. Đấy. Lấy dây ra. Đấy, 12. Đấy không ạ? Đấy, cái sản phẩm của chúng ta là quấn nó cũng tươi đẹp rồi đấy, nó cũng gọi là không đẹp như gọi là lúc mua, nhưng mà thôi thì cũng được khoảng 7-8 điểm nên là ổn đấy. Thấy chưa? Đấy, thì
Ok, sau khi mà xong cái quận số 2, bây giờ chúng ta đấy nhá, từ cái quận số 2, cái quận số 2 thì chúng ta sẽ đến cái quận số 7, 8. Đấy nhá, chúng ta cùng đếm nhá. Đây, 1, 2, 3, từ nhá, đấy nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, quận số 7. Đấy chưa, đánh dấu đấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ là cuốn đến cái quận số 7. Chúng ta sẽ để xoay như này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đấy, để cái dây nó tròn tròn tí. Đến quận số 7, được chưa? Đấy, đến quận số 7 mà quận mình còn giấu đây. Thì chúng ta sẽ là quấn úp xuống. Ờ, đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ quấn úp xuống. Ờ. Và sau đây chúng ta sẽ thực hiện tiếp tục vòng đầu tiên của chúng ta. 1 2 Rồi. Đấy. 12 vòng của chúng ta nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đó là xem mình xem nào. Sau khi mà quấn xong đến như này đúng không thì chúng ta sẽ ở đây, đúng rồi. Dây này nhá, dây quận số 12 này chúng ta sẽ phải là để xuống dưới. Đấy, đánh ngược xuống dưới ngược lại. Thấy chưa? Chúng ta sẽ tiếp tục đó là quấn lên. Xoay từ dưới lên, kiểm tra lại nhá, không đến lúc nhầm lại. Đúng không? Đó. Tiếp tục 1 Rồi, sau khi mình đã xử lý được như này thì bây giờ mình sẽ thực hiện đó là cắt dây. Đấy, chúng ta sẽ thấy là thành quả của chúng ta nó cũng gọi là tương đối cho các bạn ạ. Đấy, đây cái dây này nó hơi lỏng này. Đấy, thì khi mình xét, tí nữa mình siết lại thì mình sẽ cố gắng là mình đẩy làm sao cho nó nhìn cho được đẹp hơn nhá. Đấy, đấy, cố gắng làm sao cho cái dây làm sao nó được đẹp, nó xếp gọn như này. Đây là mặt trên mà, đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quấn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái quận số 1 này. À không, tiếp tục là chúng ta sẽ là từ quận số 8 đi. Đấy nhá. Đây là 1 1 2 đấy, 7 8 đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái quận số 9. Đây, 9 theo tiếp tục ở bên này nhá. Thì để tiếp tục quận số 9 nhá thì chúng ta sẽ là từ đó mình sẽ này lén lại đã. Chúng ta cứ làm sao mà nó lén cho nó càng gọn càng tốt. Mình đang sử dụng cái dây nó hơi to, tham. Chúng ta dùng cái dây nhỏ thì nó sẽ dễ dàng hơn, quấn nó đỡ vất vả. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến quận số 9 này. Chúng ta sẽ để cái chiều dây của nó là đang ở bên trên này thì chúng ta sẽ để luôn ở trên này. Đấy, áng chừng dây tầm bằng nhau nhá. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ là bắt đầu. Tính là từ trên dưới này. 2 này. 3. Đấy. Rồi. Chưa được, xấu quá. Rồi, làm này đi. Đấy. Từ quận số 9 sang quận số 10. 9 sang 10 là từ dưới lên trên đây rồi. Đấy, thì chúng ta có thể là tiếp tục nhá. Từ quận 9 sang quận 10 là từ cái vòng dưới lên trên này. Đấy, tiếp tục như này nhé. Rồi, sau khi mình đã
quấn xong cái quận số 10 này theo như cái hình đúng của nó nha. Đây, số 10. Đấy thì lập tức là chúng ta sẽ tiếp tục là di chuyển cái con đấy. Di chuyển đến cái ô số 3 đây nhá. Mình sẽ đếm này, theo đúng như cái hình mà của chúng ta nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 thì bây giờ sẽ là sau 10 sẽ là đến cái số 3. Đây, số 3 đây, mình sẽ đánh dấu đây nhá. Đấy. Tiếp tục chúng ta di chuyển đến đấy. Số 3. Được chưa? Đến cái số 3 thì chúng ta sẽ đây lần nữa này. Đấy, giữ ở cái đoạn đây và chúng ta sẽ vặn xuống. Được chưa? Vặn xuống. Và tiếp tục chúng ta sẽ là thực hiện quấn. Được chưa? Một này, đấy. Chúng ta thấy là cái dây này chúng ta phải thể căng căng một chút. Đấy. Sau khi hết cái quận số 3 này thì chúng ta sẽ là cho cái dây xuống dưới. Và tiếp tục chúng ta sẽ là sang cái quận đấy, số 4 bên cạnh nha, lên đánh ngược lại. Rồi, sau khi mà chúng ta đã quấn xong cái quận số 4 nhá. Tính từ đây là 1 2 3 4 này thì bây giờ chúng ta sẽ là cuối của đoạn dây đấy thì chúng ta sẽ là cắt đi. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ là còn quận số từ 5 này. 5 6 xong rồi đến 11 12 thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ở đây. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục như này. Các bạn sẽ là cái đây nhá, chúng ta sẽ còn cái chiều này thì chúng ta sẽ là xếp cái dây quận số 4 đấy, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ là thực hiện nó là quấn này. Tiếp tục sau khi mà xong quận đấy chúng ta tiếp tục sang quận bên cạnh. Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ là tiếp tục từ quận 6 chúng ta sẽ là di chuyển đến quận 11 nha. Các bạn chú ý ở đây nó sẽ có những cái điểm giao ra thì chúng ta sẽ vuốt nó ra nhá. Đấy, ba cái pha này. Đấy, chúng ta sẽ đây nha. Pha còn lại thì chúng ta sẽ tiếp tục xoay cái dây này. Đấy, xoay cái dây này đến cái này. Được chưa? Đấy, tiếp tục là đến cái chấu đây này. Chấu còn lại đấy. Chỉ cái chỗ đầu tiên là chúng ta sẽ tiếp tục mà xoay xuống dưới. Chú ý cái dây này nhá. Một này. Thank you.
Đó thì đây là cái chấu cuối cùng của chúng ta nhá. Đây, các bạn thấy là chấu cuối cùng này mình sẽ là mắt sàng. Đấy nhá. Nó sẽ là chiều xuống dưới này, mắt sàng này. Đấy. Rồi thì đây là thành quả của mình sau cũng phải là lâu phết các bạn ạ, cũng phải nửa tiếng cuốn ấy. Thì đây chúng ta có thể thấy là nó cũng gọi là cây nhà lá vườn thôi, tại vì mình cuốn cái dây nó hơi to, thực ra nhìn một số chỗ nó cũng gọi là tạm thôi, chứ thực sự thì nó cũng nhìn cũng không chưa được đẹp cho lắm. Đấy, đấy các bạn thấy ở đây những cái chỗ này này, chúng ta phải lựa làm sao cho cái dây của nó vào được hẳn bên trong nhá. Đấy thì chúng ta có thể thấy là cây là sản phẩm của mình có một số điểm là nó mình chưa ưng lắm, nhưng mà cứ tạm thế đã. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã có được cái dây như này rồi, đấy, ba cái đầu dây ra như này, bây giờ chúng ta sẽ xoắn nó lại đã. Chúng ta sẽ xoắn nó lại. Rồi thì đây là sản phẩm cuối cùng của mình. Thì các bạn có thể thấy là mình cũng làm gọi là cố gắng lắm thì nó cũng được tạm tạm, không thể so sánh được như hàng hãng được. Tuy nhiên thì để mà rút kinh nghiệm cho mình với các bạn thì chúng ta sẽ sử dụng những cái dây đồng gọi là bằng cỡ zin hoặc là nhỏ hơn cỡ zin một tí. Thì trong trường hợp như của mình đây là nó quấn KV1900 ấy, nó bị sát quá thành ra là nó cũng khá là khó mà quấn, thì chúng ta sẽ sử dụng những dây nhỏ hơn. Đấy. Còn trong trường hợp mà chúng ta sử dụng dây to hơn thì khi cuốn nó cũng hơi vất vả. Bây giờ mình sẽ là thực hiện, đó là chúng ta sẽ đóng cái lại cái trục này nhá. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng thêm một chút, đó là chúng ta sẽ sử dụng con nhiệt nhá, để mà khi mà chúng ta lắp vào thì nó tránh bị kiểu chạm dây. Đấy thì chúng ta sẽ là áng chừng nhá. Bây giờ mình sẽ là áng chừng như này. Đấy, chúng ta sẽ đây. Đấy thì chúng ta có thể so sánh là cắm lên đây và chúng ta sẽ cắt dây. Cắt dây cho cả ba dây nhé các bạn nhé. Đây nó sẽ bắt đầu từ đây đến đây. Xỏ luôn này. Đó các bạn thấy không ạ? Đấy, còn một cái dây nữa. Rồi, sau khi mà chúng ta đã sử dụng cái dây con nhiệt lắn lại như thế rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đó là đây, trụm ba cái dây này lại. Và chúng ta sẽ thực hiện đó là xỏ nó vào. Các bạn thấy không ạ? Đấy, các bạn chú ý là ở những cái dây ở giữa này, chúng ta cứ làm sao cho nó đừng có chạm vào cái thanh này và bị xước. Và những cái trục này thì chúng ta có thể là bôi thêm keo để cho nó không bị xoáy được. Đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ thực hiện lấy kìm, lấy đồ gõ để chúng ta gõ. Đấy, chả cần phải gõ, khi mình bấm vào bố hết. Đấy. Thì đây mình sẽ là đệ một cái gì đây ở đây, xong rồi mình sẽ thực hiện đó là gõ cái trục này xuống các bạn nhé. Rồi, sau khi mình đã nhét xong thì các bạn đã thấy là nó khít vừa vặn các bạn nhé. Đấy thì bây giờ chúng ta, việc của chúng ta là cạo ba cái đầu dây đồng này. Chú ý các bạn phải cạo hết hai cái dây đi nhá. Đây này, chúng ta sẽ phải cạo cái lớp vỏ đi này. Đấy. Và chúng ta sẽ thực hiện đó là hàn thiếp và hàn ba cái đầu dây vào đây. Và bây giờ mình sẽ hàn và sau đấy chúng ta sẽ cùng thử cái motor này xem nó có chạy không nhá. Rồi, thì như vậy là mình đã hàn xong dây, thì mình sẽ hàn tạm như này. Và bây giờ mình sẽ thực hiện đó là lắp cái chuông này lại. Đấy, mình sẽ lắp vào.
và chúng ta sẽ kiểm tra xem quay ổn định hay chưa. Sau khi đã ổn định xong thì bây giờ mình sẽ thực hiện đó là kết nối với cả ESC. Nếu mà để cẩn thận hơn nữa nhé, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái đồng hồ. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái đồng hồ và chúng ta sẽ mở cái chế độ đo chạm mạch ra. Chúng ta sẽ kiểm tra ba pha này. Ba pha này nó phải là thông nhau như này thì nó mới được nhá. Và chúng ta sẽ kiểm tra thêm là có chạm mát hay không. Đấy, để trong tránh trường hợp là cái dây đồng của chúng ta nó bị xước sát, nó chạm ra cái mát thì lúc đấy là sẽ rất nguy hiểm cho SC. Chúng ta có thể kiểm tra thấy không? Nó không hề là ra mát thì như vậy là đã đạt nhá. Việc của chúng ta bây giờ là kết nối đến ESC và chúng ta sẽ thực hiện đó là thử nhé. Đây. Đấy chưa? Để mình để đây. Đấy. Các bạn lưu ý là ba pha này chúng ta phải hàn hai cái dây này, nó phải là hàn ăn ngấu thiếc nhá. Và bây giờ mình sẽ thực hiện đó là cấp nguồn cho ESC. Đấy. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng động cơ khởi động nhá. Bây giờ mình sẽ test thử này. Đấy, chạy các bạn nhá. Đấy, ngon lành luôn nhá. Đó. Rồi. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong clip đó là chúng ta cùng nhau quấn lại motor bị cháy. Và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng sau khi mà mình đã gọi là quấn lại xong, thì chúng ta mình sẽ là cố gắng là hàn những cái dây lối dài ra thật là gọn, thì cái con motor này sau khi mình đã cuốn xong thì mình sẽ là cắt ngắn và mình sẽ sản phẩm cuối cùng của chúng ta sẽ được ra như thế này. Đó, các bạn đã thấy là nó cũng tạm ổn nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc các bạn là có thêm kiến thức và có thể là quấn lại motor được thành công. Cảm ơn các bạn nhé.